Thưa quý vị, chiều nay, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng về tình hình phát triển kinh tế xã hội năm 2023, cũng như việc thực hiện nghị quyết số 119 của Quốc hội về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị và một số cơ chế chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng. Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng cùng chủ trì buổi làm việc. Báo cáo tại buổi làm việc, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng nhấn mạnh, thời gian qua, mặc dù đối mặt với nhiều khó khăn thách thức, Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy đã bám sát sự lãnh đạo chỉ đạo, hỗ trợ của Trung ương cùng với sự chủ động, quyết liệt trong triển khai các nhiệm vụ đề ra. Nhờ đó, đến nay, tình hình các mặt công tác của thành phố đã đạt một số kết quả nổi bật. Công tác xây dựng, chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị tiếp tục được chú trọng, ngày càng đi vào chiều sâu. Việc thực hiện thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị gắn với đẩy mạnh phân cấp ủy quyền bước đầu phát huy tính ưu việt, đảm bảo dân chủ và mang lại một số kết quả tích cực trong công tác lãnh đạo chỉ đạo điều hành của các cấp chính quyền, tạo sự thuận lợi cho nhân dân. Công tác cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, xây dựng thành phố thông minh gắn với thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo đạt nhiều kết quả quan trọng. Đặc biệt, ngay sau khi dịch bệnh cơ bản được kiểm soát, đã kịp thời triển khai có hiệu quả các nghị quyết, chương trình của Quốc hội, Chính phủ về khôi phục phát triển kinh tế sau đại dịch COVID-19. Kinh tế thành phố có tăng trưởng và phục hồi nhanh trên một số lĩnh vực, nhất là dịch vụ, du lịch, công nghiệp, công nghệ thông tin. Đồng thời, thành phố cũng đã chủ động tích cực phối hợp với các cơ quan trung ương tham mưu trình cấp thẩm quyền xem xét phê duyệt quy hoạch thành phố thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, ban hành một số đề án cơ chế chính sách quan trọng và tháo gỡ khó khăn vướng mắc tồn tại nhiều năm liên quan đến các kết luận thanh tra kiểm tra, bản án liên quan đến dự án đất đai nhằm khơi thông nguồn lực, tạo điều kiện thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội địa phương. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tiếp tục được giữ vững. Để triển khai hiệu quả các định hướng, mục tiêu theo Nghị quyết số 43, Nghị quyết 26 của Bộ Chính trị và các văn bản khác của Trung ương về phát triển thành phố Đà Nẵng, Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng đề nghị Chủ tịch Quốc hội và Ủy ban Thường vụ Quốc hội quan tâm xem xét cho phép sửa đổi bổ sung Nghị quyết số 119 của Quốc hội và đưa vào chương trình xây dựng luật pháp lệnh năm 2024 với một số định hướng cụ thể như cho phép thành phố áp dụng chính thức mô hình chính quyền đô thị, cho phép thành phố được áp dụng các cơ chế, chính sách ưu đãi, đặc thù tương tự như một số địa phương liên quan đến quản lý đầu tư, quy hoạch đô thị và tài nguyên môi trường về quản lý khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo, cơ chế chính sách tiền lương và tổ chức bộ máy chính quyền. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cũng đã đề nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các bộ ngành liên quan trao đổi cho ý kiến về các đề xuất kiến nghị của thành phố Đà Nẵng, trong đó có việc cho phép thành phố được áp dụng một số cơ chế chính sách mới như cơ chế chính sách đột phá phát triển ngành công nghiệp vi mạch bán dẫn, chính sách về quản lý đầu tư, chính sách về tài chính, ngân sách, thuế, chính sách về quy hoạch đô thị và tài nguyên, môi trường, cũng như về việc hình thành trung tâm tài chính quốc tế quy mô khu vực. Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ ghi nhận và đánh giá cao sự nỗ lực vươn mình của Đà Nẵng thời gian qua. Từ khi trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, sau hơn 1/4 thế kỷ, với sự quan tâm của Trung ương, phát huy truyền thống cách mạng, trung dũng, kiên cường, tinh thần đoàn kết, đồng thuận, ý chí, quyết tâm và khát vọng vươn lên mạnh mẽ. Và bằng những cách làm mới, sáng tạo, thành phố Đà Nẵng đã nỗ lực bứt phá đi lên, đạt được nhiều thành tựu to lớn và tương đối toàn diện trên các lĩnh vực. Từ một đô thị với không gian phát triển chật hẹp, ngày nay, thành phố đã có một diện mạo mới, tạo nên một kỳ tích trong phát triển kinh tế xã hội, là một thành phố có tốc độ hiện đại hóa, đô thị hóa, thuộc nhóm các địa phương cao nhất trong cả nước. Trong nửa nhiệm kỳ 2020-2025, thành phố đã tiến hành toàn diện các mặt công tác xây dựng chỉnh đốn đảng, hệ thống chính trị, kinh tế xã hội từng bước phục hồi, lấy lại đà tăng trưởng, nhất là các ngành, lĩnh vực mũi nhọn. Đặc biệt đã triển khai kịp thời hiệu quả đồng bộ Nghị quyết số 119 của Quốc hội về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị và một số cơ chế chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng. Tuy nhiên, bên cạnh những thành tựu, thành phố cũng bộc lộ một số tồn tại hạn chế cần sớm khắc phục. Chủ tịch Quốc hội cũng nhấn mạnh, gợi mở thêm một số nội dung để Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng nghiên cứu quan tâm lãnh đạo chỉ đạo thời gian đến. Trong cái thời gian tới thì chúng tôi cũng rất là mong công chí tiếp tục kiên định cái việc mà chúng ta tập trung vào những cái chỉ tiêu, mục tiêu, nhiệm vụ của nghị quyết đại hội đảng toàn quốc lần thứ 13 và nghị quyết đại hội thành phố lần thứ 22. Riêng cái năm này thì phấn đấu cố gắng đạt cái chỉ tiêu nó cao nhất, còn mấy tháng nữa cố gắng. Và còn lại hai cái năm cuối nhiệm kỳ thì mình
bứt tốc lên để làm sao đó cả cái nhiệm kỳ 5 năm này mình hoàn thành được cái mức cao nhất. Cái thứ hai nữa là chúng tôi cũng đề nghị công chí có cái kế hoạch, chương trình, đề án cụ thể để sớm quán triệt và tổ chức triển khai cái quy hoạch. Nhất là rà soát lại các cái quy hoạch mà có liên quan đến các cái quy hoạch chung và quy hoạch ngành. Và phải cụ thể hóa được bằng các cái quy hoạch về đất đai, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất để triển khai các cái chương trình, các cái dự án của chúng ta. Tôi tin là nếu mà có cái thể chế chính sách nó phù hợp thì Đà Nẵng sẽ bước sang một giai đoạn phát triển mới, có cái năng lượng để phát triển một cái giai đoạn mới và đạt được cái thành công như là nghị quyết 43 đã nêu ra, rồi trong cái tư duy tầm nhìn, mục tiêu mà và chỉ tiêu mà quy hoạch phát triển kinh tế xã hội, quy hoạch tỉnh của chúng ta, quy hoạch thành phố của chúng ta đã được phê duyệt, để chúng ta có một cái tâm thế bước vào một cái chuẩn bị cho một kỳ đại hội. Và chúc Đảng bộ, chính quyền, nhân dân thành phố Đà Nẵng chúng ta sẽ đạt được những cái thành công và những thành tích còn xuất sắc hơn nữa trong cái giai đoạn vừa qua, để xứng đáng với cái niềm tin yêu của Trung ương Đảng, của cả nước dành cho Đà Nẵng. Đối với các đề xuất kiến nghị của Đà Nẵng, Chủ tịch Quốc hội ghi nhận và giao Văn phòng Quốc hội tổng hợp gửi các cơ quan liên quan nghiên cứu xem xét giải quyết theo thẩm quyền, bảo đảm đúng quy định của pháp luật trên nguyên tắc tạo điều kiện và hỗ trợ tối đa góp phần phát triển kinh tế xã hội của thành phố. Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội sẽ đôn đốc và giám sát quá trình triển khai thực hiện. Đối với những vấn đề thuộc thẩm quyền Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ khẩn trương xem xét quyết định theo thẩm quyền hoặc xem xét báo cáo Quốc hội.